I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody. Welcome to Hello VKT. Thì uh, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hello VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game uh, Việt Nam ha. Lâu rồi chúng ta không chơi uh, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Đăng ký thì ở đây ha Bạn uh, tiếng Việt không mà cũng dễ đăng ký mà Anh em tự đăng ký ha Đây thì uh, Có server 12 Server mới open hay gì á bản này là bản 20 phái đó bản 20 phái ha anh em đó 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 chọn nam đi vô game server này là mát khủng ha nghe nói là một ngày đâu là phi một ngàn tỷ nghe nghe ghê không Quy đồ là úp mỗi tay ha đồ tân thủ là úp mỗi tay luôn nghe là vậy nhưng mà mình cũng chưa có test nữa giờ để vô test thử coi À, đầu game là nó cho chúng ta là level 120 ha Đó, VIP 18 Với bộ trang bị bạch kim viêm đế 5 sao Đó, nghe ghê không? Mình cũng chưa rõ là cái bộ trang bị viêm đế 5 sao đó là sao nữa Để coi coi Vậy nó phi đây là bao nhiêu Bao nhiêu tỷ đây Ôi rồi ơi Khó quá chắc cũng mấy ngàn tỷ á đây bộ bạch kim viêm đế đó năm sao quá đẹp luôn đồ là ngon lành ngon lành vừa vô là được bộ viêm đế năm sao rồi xe bờ này vô là thành cái siêu nhân luôn đâu cái nào có kỹ năng À, kỹ năng đồng hành tư chất cốt tăng sinh lực tối đa và triệt tiêu sát thương cuối tăng 10% phần trăm sinh lực hiện tại và 5% phần trăm sinh lực sát thương cuối thôi nghịch thủy hà tăng hiệu quả sát thương cuối cứ thời gian sẽ tự giải trừ miễn dịch hiệu tích tăng 10% phần trăm sát thương cuối mỗi giây giải trừ Thôi, không, không luôn đây, tăng hiệu quả sát thương cuối tăng chính xác tăng bạo kích cơ bản né tránh của bản thân cái này có bộ được hơn nè rồi còn lại là dâu tẩy ha tẩy đi tẩy đi đó bỏ qua né tránh đúng rồi còn cái gì nữa ta bỏ qua kháng tất cả không tỷ lệ kháng bạo kích nghỉ luôn bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản đó cũng được nhưng mà từ từ kháng tất cả nhanh nhẹn nhanh nhẹn có rồi ha đây là có rồi tỷ lệ gì khoan khoan tỷ lệ kháng bạo kích tỷ lệ bạo kích cơ bản nè đó tỷ lệ full bảo kích này nữa ha tỷ lệ bảo kích tỷ lệ kháng bỏ qua bỏ qua kháng tất cả hết rồi trên này hồi nãy có cái nào hay lắm nè tỷ lệ kháng bảo kích đây còn mấy dòng còn hai dòng nữa hả ha. hai dòng mà chắc lấy bỏ qua kháng tất cả rồi tỷ lệ kháng bạo kích luôn rồi bây giờ chúng ta đi nuôi ha nuôi kỹ năng đó đó bỏ vô bỏ vô bỏ vô có ai mà giàu như tôi không đó đó lên được cấp chín không ta nhiều đây lên được cấp chín không Tại mình không có thời gian ha, các bạn có thời gian các bạn vào trong Ui, tối đa rồi. Rồi ok. Yeah. cộng đến 1000. Không có cái nào bấm cái cái cộng luôn hả ta? Đây phi 4 con đồng hành ha. Này là server mới nè. hôm lần mùi mít chín đó, kỳ tài luôn, đỡ phải tẩy. Nãy giờ chưa ăn cốt luôn các bạn. tưởng vô bấm cái là cường quá luôn à đây nè đó cho cường quá 200 sẵn hả được được vậy là ngon rồi bây giờ chúng ta đi đây cho ngân sức à, đủ ngân sức cho nhiều dữ ta à, oh, phùng ma hạch level 4 nhưng mà quen ngon nhất đây là thấy có ngân sức nè ngày nào cũng ngân sức nè ngày nào cũng 100 vạn trăm vạn à, đủ ở đây là Ồ. ngày thứ sáu nhận được nhiều dữ ta quá trời luôn nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mà 9 gì đó Ồ, Ngân sức nhiều lắm các bạn Online 7 ngày là Ồ, Điểm danh vọng đây nữa nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Không, 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 không thấy rõ Nhưng mà nhiều lắm Khá đủ Ngân sức xài ghê vậy Nhận chứ Anh Hùng đã đầy vì anh Hùng đây đã sắp bị âm ngân sức có muốn đổi tiền mặt thành vật phẩm để chấm đổi ngay chứ. Ok, ta muốn đổi. Đó, trời ơi. Ủa, nó cho ngân sức nhiều dữ ta. Vô coi coi. Đây là... chính hiếm hồi nãy như mình mua rồi một đá hồn ở đây là đồ bạch kim đồ phổ hồi nãy mình có rồi ha này không quan tâm này bạc nè chuyển sinh vật phẩm vật phẩm để tẩy tính năng hồi cột sinh rất là nhiều đồ mới ha các bạn rất là nhiều đây là cây gì đây phong ngạo nhượm thêm à được muôn cây vậy một cái này à, nâng cấp hết là một ngàn một ngàn gửi gì đó Ghê thiệt chứ nâng cấp rất là nhiều ha nãy giờ là chưa ăn à, mã cốt nha các bạn đó. nguyên liệu nè thì khắc chữ khắc ấn gì ta le hết oh, đồ hiếm bậc 15 chưa dám định Trời ơi, tuyên tổ sách hương nhận dùng nhận tiền tố mua thấy gì làm đẹp là khoái lắm các bạn rồi qua cửa hàng danh vọng ở bên đây bán con ngựa nè ô oh, con nào đẹp nhất ta nhiếp ảnh bảo mà chắc con này quá mua con liền chứ thẻ bài hình chủ chọn đá hồn gì đây gì đây chân nguyên truyền huyết tu luyện hình chân nguyên 11 12 13 gì đó Ồ, cũng ngon gì đọc cô bông à, là đồ à, đồ cho ngựa đồng hành ba ếch nè đó hồi nãy mình có một mớ rồi này chút ra muốn nhận thêm Đó là đồ sát thần nè các bạn là nâng trang bị sát thần đó đó quyển tuyệt học đồ nè gói 100 chân nguyên hiếm ồ oh, ghê hả tùy tẩy đơn dịch chuyển sinh gì tùm lum hết nó nhận được rương đá hồn ba ếch ô oh dùng để nhận đá hồn 3 ếch ghê vậy mua thử liền chút coi được cái gì đây đây là quả hồn châu ha dùng để chế trang bị hồn cốt đó ở đây là dùng để chế trang bị kim tinh đó. rồi đây là kim vương đó là trang bị linh phong đó. rất là nhiều trang bị mới ha anh em nào muốn trải nghiệm thì vô trải nghiệm rồi đây chúng ta qua bên chỗ ngân sức đây là đồng hành 4 ếch Ngu vậy gì không mua Tao mua hết mày Danh vọng không đủ Ủa gì kỳ vậy Cái tao dư mà Tao lao quá Tao trang bị con ngựa cái coi Đâu rồi Một cục hồi nãy Đây Dùng Quỷ để nó nói tao thì không có tiền Đâu rồi, đây Đây Không nổi đây nè Ủa sao không mua được Tào lao gì vậy Chắc nó bị gì các bạn ơi Kệ nó đi, mệt quá Đó, đó đây rất là nhiều ha đó đây là cái gì rương kỹ năng đồng hành 4 s ha ồ oh. đây là con gì đây à con đây là con con hút cưỡi ồ oh, rất là nhiều 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 món mới các bạn ơi tuyệt học nè thiên địa khuynh đảo rồi à vô đây mua luôn hỏi cần phải ấy đây là ngoại trang nè. Đây là ngoại trang đồ hường ha. Không có gì để bàn cãi. Vì đạo nhất chân nhân. Lão Phật gia ta đây. Thời gian nuôi. À. Đi nuôi ông này nữa hả? Có luôn hả? tàu lao vậy. Không gì là không thể trong cái server này luôn các bạn. Phải... đi kiếm con nào ta cưỡi coi đồng hành quỷ cấp tử ồ oh, đây có luôn nè à, đây có vũ khí bổ mạng luôn nè các bạn ồ oh. oh, trang bị hiếm bậc 16 sáu nằm trong này luôn nè Chu choa trong này là có hết hả rồi đây là mình vô ha à, mấy cái này là cũng bình thường thôi vip nè đó gì đây 100 vạn cái này nên lấy nè Từ VIP 13 trở lên ha Còn bộ quý quý nè Đó, 14 không có gì ngon VIP 15 15 cũng không gì ngon Ở đây 16 16 có kim nguyên bảo lụm 17 17 có tị hồng châu Chứ cái này Bánh tét bánh chân gì nữa nè Chủ yếu là mua cái này lấm ngon ngon lấm lấm đó ok full vip 18 luôn ha ngon quá trời ngon rồi rồi bây giờ mình nhận code ha đây hướng dẫn đâu rồi đây Nè cái cuốn này nè ha, bấm vào dùng. Đây là đến ngân sức của những gì ngân hàng của ô oh, nạp đổi tiền mặt thành vật phẩm, đổi chuyển loại tiền. Tính năng mới không cần. Đi uh, dùng từ món từ món ha, hỗ trợ tân hữu, trợ nhận hỗ trợ gì? hướng dẫn tân hữu nhận phước code. Nhận gia viên, Xóa món để nhận gia viên cái. rồi hủy không muốn Thoát rồi ở đây tiếp tục tiếp tục chúng ta tìm hiểu tiếp ha ở đây hỗ trợ tân hữu nãy rồi đây là cấp rồi vô này nhận tu luyện châu thôi nhận fit code nè ha ok rồi à, mà code là gì quên bà nó rồi Ê, nhập thử nhập nhớ thử coi có Co đề tân thủ thất bại vui lòng nếu sai hãy à, cảnh báo mất vàng gì nè có luôn ha Ok, không được cái này thì mình thử cái khác Nhập ở trong này hả? Đâu rồi, đâu rồi? Đây Rồi nhập đó không được thì mình nhập cái code, code khác ha, không quan tâm. Này của server khác, bà mẹ nó server tao đâu. Ôi mà tính ra chắc cũng không cần cái. Uh code quá, tại vì nó huy hết rồi các bạn ơi. Chưa tính là chạy hoạt động và đây 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 được nè. Ado. À Lúc trước mình đã có nói trước tết mình đã có nói là mình sẽ làm một cái kênh vlog. Thì à, như lời hứa thì mình cũng đã làm một cái kênh vlog và hiện tại thì à, nói chung là chưa có up gì nhiều, chỉ có up một bài hát để à, cho nó có trên này. Thì có bạn nào mà muốn ủng hộ kênh á, thì à, muốn đặt cái nền móng tiếp cho một cái kênh mới của heo thì có thể qua đây like và cũng như là đăng ký kênh để giúp kênh vlog này lên được 1.000 sub và sao ta 4.000 giờ xem các bạn có ai có thời gian có máy tính hay gì đó thì có thể giúp heo cài dùm cái 4.000 giờ xem đó thì heo cảm ơn các bạn trước nha rồi, bây giờ chúng ta quay lại với con game. Tưởng hợp có cho server chứ. Ô má ơi, quá trời luôn nè. Ui rồi ui. Cót quá khủng các bạn ơi. U lì xì năm mới đây là bao lì xì của bạn Hoa Cốc sử dụng nhận ngẫu nhiên nhiều phần thưởng giá trị nếu may mắn mở ra nhận được hoa cành mai thì phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn rồi ạ đây là vật phẩm dùng cho gộp server Ô quá trời luôn nè Ngon lành ngon lành Vật phẩm siêu giá trị Từ sự kiện nhận liền để coi coi nó ra cái gì Bạc thì Thôi é ra đi để tao coi tao hít cái gì tao mở cái đó ít bà rồi giờ vô đây biết cái nào Ê à, Bậy quá giờ vô đây biết cái nào đâu mà mở Ô, oh, kim nguyên bảo xài khả ra má ơi Ô oh. Trời, trời, trời Ô, oh, kim nguyên bảo đây nữa nè Ôi oh, dồi ôi, oh, 1 tỷ 1 tỷ và 500 triệu Ôi dồi ôi Ý, cành mai Đây là cành mai lồi mai Không thể thiếu trong dịp Tết Dùng sẽ được 150 tỷ kim nguyên bảo Ô oh, 150 tỷ Ô oh ốp, trời ơi quá ngon tiền để đâu cho hết ở đây là danh vọng nữa nè các bạn ồ oh, why Oh chết chết tiền quá trời rồi này nâng muốn gãy tay luôn chứ này gì đây tầng lăng sử dụng được 30 phút còn ở này tăng 30 điểm năng động hiệu lực 24 giờ ui rồi ôi quá trời danh vọng nè vì dùng năm loại ngũ hành hiếm cho sức tạo ra level tăng lên giúp nhân vật lên level 200 thử coi Tiền đơn là một loại hình dược tăng sức mạnh đáng kể. Ô, oh, lên luôn 200 kìa. Ngon lành. Hết đù của tặng quà 200 nữa các bạn. Chu cho để còn hoạt động có gì? Hoạt động xếp trái tim này nọ. Đây, mấy hoạt động có nữa nè. Cái này chắc uh, bèo chắc cũng mấy ngàn tỷ gì trong này nè đó. U. Thử mua con đồng hành Trương Tâm Phong coi. U còn mua cái này nữa. Đâu rồi, đâu rồi, cửa hàng ngân sức, để tao có tiền rồi nè. cho tao mua không được có tiền mà tao vẫn mua không được giờ dư rồi vô quất cái cho nó âm luôn nè ngụy tao không muốn đổi để tao vô tao mua trương tâm phong vẫn không đủ các bạn chắc nó bị lỗi hay cái gì đó mấy món này mua được hết nè ha vì rương đá hồn ba ớt mua chứ ô vẫn mua không được chắc nó có vấn đề gì đó kệ nó đi đâu thử hai cái thử coi nó có bị âm không giàu mà à âm rồi quay lại vị trí đầu rồi giàu giàu không sợ hai tỷ là full ha tiền nhiều không biết để làm gì Long ngũ, hoàng kim, bí quyết tuyệt học, giám định nhận được kèm hoàng kim bí tuyệt học. Ủa, vẫn không mua được mấy cái này, tào lao vậy? Mấy cái ngon cơm vậy thì không mua được, không mua được luôn. Qua wow, vật phẩm hiếm hơn coi, mua ông này về liền. Tao à, mua liền. Mua ông đó về để làm gì biết không? để đi nuôi vũ khí bổ mạng gì đây nè tùm lum nè đó đây là cửa hàng này hồi nãy là nó bán à, đồng hành niên hú niên thiếu gì nè cũng ba ớt ba ớt vậy thôi xài mấy cái kia cho nó khỏe danh vọng danh vọng đâu danh vọng đâu đây đâu rồi mua thử đồng hành rương đá hồn Đó đủ nãy này không mua hờ hờ nhìn lại thấy ngu thiệt đâu rồi đâu rồi đi đem ông này đi nuôi đá hồn hai ếch không xài Đựa, ngựa ta có ngựa quý rồi Ui đá hồn rừng đá hồn bốn ếch đâu đây đá hồn Đá hồn vô cực 400 né 500 né. Ở dưới này hồi nãy mới thấy đâu nữa nè. Hình như là nãy không ở đây nè. À ghép lại các bạn ơi. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Để coi để coi. Wow, này ngon nè. Này ngon nè các bạn. Oh. Rất ngon, rất ngon luôn. Quá thơm. Đó, rất nhiều ha <laughs> Tạm thời là mình Không có review hết cho các bạn Vì dép cũng quá dài rồi Về về Để rảnh mình sẽ review Cái server này kỹ hơn cho các bạn ha Vào ấp lực chiến Đồ him này nọ Ăn với một cái code duy nhất Mà tao nói Nâng sắp mặt luôn Thôi video tới đây thôi Chào tạm biệt các bạn ha Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Chứ ngồi nâng riết chắc tới ngày mai không biết hết chưa nữa à, bye bye, chào tạm biệt các bạn Ui vãi, quá trời tiền